Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chap 262 Đại kiếp nạn cung, một phế tích lớn trên quảng trường, dường như đặc biệt yên tĩnh. Thẩm lãng cùng gần 3.000 võ sĩ của mình đang ngồi trên mặt đất. Khương Vương A Lỗ Thái và 4.000 võ sĩ của hắn cũng ngồi trên mặt đất. Trên toàn quảng trường, chỉ có 3 người đứng, A Lỗ Nana, A Lỗ Thái và Ban Nhược Đại Tông Sư. Tại sao Ban Nhược Tông Sư lại ở đây? Bởi vì nàng là trọng tài cho cuộc quyết đấu này. Ờ, ta rõ ràng là tới để sát hại Lý Thiên Thu, nhưng nếu hiểu sao mình lại trở thành trọng tài. Dù sao đi nữa, cũng không phải là chuyến đi vô ích, ta đã gặp được di tích của Đại Kiếp Nạn Cung, còn chứng kiến được một trận tuyết lở, coi như là một chuyến du lịch. A Lỗ Thái, A Lỗ Nana, một trận tử chiến, người thắng sẽ làm vua, kẻ thua sẽ chết. Thiên địa làm chứng vạn nhân vi chứng ban nhược túc mục hô to a lỗ thái nói thiên địa làm chứng a lỗ nana -na nói thiên địa làm chứng mọi người xem cuộc chiến hét lớn vạn nhân vi chứng tô kiếm đình và tô mạc hai người ngồi ở một góc xa xôi hai người gần như không thể thở nổi khương vương a lỗ thái có thể chết nhưng tuyệt đối không thể chết ngay lúc này nếu hắn chết ngay bây giờ đối với gia tộc tô thị đó sẽ là một tai họa không thể khắc phục hắn nhất định phải thắng Võ công của A Lỗ Thái vượt trội hơn A Lỗ Nana rất nhiều. Hơn nữa, trước mắt bao nhiêu người, hắn không thể làm bất cứ điều gì sai trái. Thiên địa và vạn người sẽ làm chứng cho cuộc chiến này. Ba nhược đại tông sư đã lui về phía sau, để lại sân quyết đấu cho A Lỗ Thái và A Lỗ Nana. Toàn bộ sân quyết đấu rộng khoảng 1.000 mét vuông. A Lỗ Thái và A Lỗ Nana từ từ tiến ra, dừng lại khi cách nhau khoảng 30 mét. Hai người này dùng cùng một loại vũ khí, thanh long yển nguyệt đao hai người đi vòng quanh sân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương a lỗ nana đã chuẩn bị tinh thần dù ta có mang thai và dù ta không phải là đối thủ của a lỗ thái nhưng ta a lỗ nana không hề sợ hãi thẩm lãng nhị ngốc tử đã nói rằng ta sẽ thắng mọi lời hắn nói ra đều trở thành hiện thực đại ngốc tin tưởng hắn sư phó tin tưởng hắn và ta a lỗ nana cũng tin tưởng hắn a lỗ thái nhìn chằm chằm vào muội muội của mình dù nàng rất mạnh mẽ nhưng nàng không phải là đối thủ của ta hắn hít một hơi dài hơi thở này giống như xương trắng giống như một thanh kiếm ban nhược đại tông sư gào lớn bắt đầu chiến đấu tiếng gào của nàng khiến thẩm lãng phân tâm thanh âm dễ nghe và ngon quá sau đó thẩm lãng bản năng nhìn về phía mông eo của ban nhược eo của ban nhược tông sư thật là mảnh mai kẻ cặn bã ban nhược là người đầu tiên phát hiện ra ánh mắt của thẩm lãng bắt đầu cuộc quyết đấu bắt đầu trong sân. A lỗ thái và A lỗ nana, cả hai đều giống như những con thú hoang, vung lên thanh long yển nguyệt đao, lao vào cuộc chiến với một khí thế kinh người và lực lượng kinh người. Nhanh như tia chớp, hai bóng người trồm lên và lao vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh long yển nguyệt đao của họ đã lao vào nhau một cách điên cuồng. Trận quyết đấu này quyết định số phận. Trận quyết đấu này quyết định vị vua của Khương quốc. Bắt đầu. Và sau đó, kết thúc. A lỗ nana dựa vào bản năng, dùng hết sức lực để chém một đao. Nàng tưởng rằng mình sẽ phun máu, tưởng rằng con dao sẽ gãy, bởi vì nàng biết võ công của mình không bằng A Lỗ Thái. Nhưng, con dao của A Lỗ Thái đã bị chặt đứt. Khương Vương A Lỗ Thái bị hất văng ra xa, máu tươi phun ra như mưa. Tại sao lại như vậy? A Lỗ Nana không thể tin nổi. A Lỗ Thái nằm trong không trung, hoảng sợ và không thể tin vào điều đã xảy ra. Tại sao lại như vậy? Võ công của ta rõ ràng mạnh hơn A Lỗ Nana rất nhiều, tại sao lại yếu đi nhiều như vậy? Nhưng hắn không tìm được câu trả lời. A Lỗ Nana vung lên đao thứ hai với sức mạnh như sấm sét, chém tới. Xoát! Chỉ trong nháy mắt, Khương Vương A Lỗ Thái đã bị chặt làm hai đoạn, máu tươi phun ra như mưa. Vị vua mới của Khương Quốc, người chỉ mới lên ngôi không lâu, đã gục ngã. A Lỗ Thái đã chết ngay lập tức, không còn cơ hội sống sót. Cả quảng trường đều hoảng sợ, Thẩm lãng la lớn. A Lỗ Thái đã chết. Từ nay về sau, A Lỗ Nana là vị vua duy nhất của Khương quốc. Bắt giữ kẻ phản nghịch Tô Kiếm Đình, bắt giữ kẻ phản nghịch Tô Mạc. Thẩm Lãng chỉ tay về phía Tô Kiếm Đình và Tô Mạc. Ngay lập tức, hai người họ hầu như đã hoảng loạn tột độ. Tô Kiếm Đình lúc này chắc hẳn đang hối hận không thể ngừng. Hắn đã nên biết rằng Thẩm Lãng là kẻ xảo trá vô cùng, nếu không có sự chắc chắn tới mức độ nào, làm sao hắn dám để A Lỗ Thái và A Lỗ Nana quyết đấu? nhưng hắn không thể chấp nhận được, vừa rồi rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng kết quả lại đi theo A Lỗ Thái lên đây. Kết quả là gì? A Lỗ Thái đã bị A Lỗ Nana giết chỉ sau hai đòn. Điều này, điều này rốt cuộc là chuyện gì? Có phải gặp ma không? Nhưng bây giờ không thể quan tâm nhiều hơn, phải chạy trốn thật nhanh. Hắn đột nhiên rút kiếm, như tia chớp lao về phía sau. Nhưng ngay khi thẩm lãng ra lệnh, hàng ngàn người lao về phía tô kiếm đỉnh những người cực kỳ mạnh mẽ như những tướng lĩnh của khương quốc hàng ngàn người cuồng loạn truy đuổi còn tô mạc người không mạnh mẽ lắm về võ công đã bị hất văng ra tại chỗ tô kiếm đình có võ công cao cường khinh công cũng cao cường chỉ trong nháy mắt đã bay ra hàng trăm mét a lỗ nana tức giận cầm lấy đại đao muốn đuổi theo thẩm lãng nói nay chị dâu đừng đi đuổi nữa ngươi dù sao cũng là vị vua duy nhất của khương quốc kiếm vương lý thiên thu cũng không đuổi theo võ liệt ưng dương và đại ngốc, ba người họ bay nhanh để đuổi theo. Đủ rồi, mọi người khác hãy ở lại. Thẩm lãng ra lệnh. Nếu đây là một nơi khác, có thể Tô Kiếm Đình có thể chạy trốn. Nhưng ở nơi quái dị này, Tô Kiếm Đình có thể chạy trốn thì quả thực là có ma. Chỉ có một con đường duy nhất, cách mặt đất không quá 200 mét, và do tuyết lở, con đường có thể đã bị chôn vùi nhiều chỗ. Tô Kiếm Đình bay với tốc độ nhanh nhất, nếu nội lực và chân khí của hắn cạn kiệt, hắn sẽ ngay lập tức trở thành cùi bắp ở trong phế tích của đại kiếp nạn cung, thẩm lãng tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được một cái ghế dựa giống như vậy. Hắn dọn dẹp nó, và với sức mạnh của hàm nô, một nữ trang sĩ với vòng eo tám thước, hắn dễ dàng dọn nó lên và đặt nó trên bậc thang của quảng trường đại kiếp nạn cung. A lỗ Nana ngồi lên chiếc ghế đá uy nghiêm này. Thẩm lãng lấy chiếc vương miện trên đầu A lỗ Thái và đặt lên đầu A lỗ Nana. Bài kiến đại vương, bài kiến đại vương, bài kiến đại vương không chỉ những người theo a lỗ nana quỳ xuống một gối tất cả các võ sĩ của khương quốc cũng quỳ xuống và kính chào bao gồm cả tứ đại kim cương và tám mãnh tướng của khương quốc không ai có chút lòng trái như thể mọi thứ đều diễn ra theo quy luật tự nhiên khương quốc chỉ theo đuổi người mạnh nhất trước kia lão khương vương a lỗ cương đã chết và ngay sau khi hắn chết không ai quan tâm nữa ngay cả nguyên nhân cái chết của hắn cũng không rõ ràng cho lắm bây giờ a lỗ thái cũng giống như vậy sau khi bị chặt làm hai bằng một đao, xác hắn ngay lập tức đông cứng, máu tươi cũng đông lại thành băng. Không ai để ý tới xác chết của hắn, cũng không có ai tò mò vì sao hắn, một võ công đại hàng lại không thể đánh bại A Lỗ Nana. Đây là sự trung thành lạnh lùng. Như những người đã theo A Lỗ Nana từ đầu, gần 2000 000 võ sĩ lại rất phấn khích. Họ tin rằng nữ vương của họ chắc chắn đã được trời cao che chở. Vào thời khắc quan trọng nhất, thiên thần đã tức giận và tiêu diệt hết quân đội hàng vạn người của A Lỗ Thái. Trời cao phù hộ nữ vương của chúng ta, trời cao phù hộ nữ vương của chúng ta. Hàng ngàn võ sĩ la lớn, những người trung thành với A Lỗ Thái cũng bị lây cảm hứng. Cảnh tượng thiên thần tức giận vừa rồi sẽ mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của họ. Họ từng nghĩ rằng thiên thần chỉ là giả, nhưng giờ đây họ biết rằng thiên thần thật sự tồn tại và thiên thần đang đứng bên nữ vương của họ. Bây giờ, chúng ta cũng đang đứng bên nữ vương, chúng ta cũng được thiên thần che chở. Trời cao phù hộ nữ vương của chúng ta trời cao phù hộ nữ vương của chúng ta. Toàn bộ quảng trường gồm gần 10.000 người la lớn, quỳ xuống và kính chào trong cuồng loạn. Từ nay về sau, nữ vương A Lỗ Nana sẽ được bao phủ bởi một ánh sáng vàng rực rỡ. Truyền thuyết về việc được thiên thần che chở sẽ ngay lập tức lan truyền khắp toàn bộ Khương quốc, mọi người sẽ tôn thờ mà không còn hoài nghi. Không chỉ có như vậy, tiếp theo, các thủ lĩnh các bộ lạc của Khương quốc sẽ náo nức tiến đến quỳ lạy và tuyên bố trung thành. A Lỗ Nana sẽ trở thành nữ vương duy nhất của toàn bộ Khương quốc vị thế của nàng cao ngất ngường dù sao đây cũng là một quốc gia đầy mê tín và dù sao nàng cũng là vị vua đầu tiên được thiên thần che chở tô mạc vị hậu cung tuyệt mỹ của khương quốc run rẩy khắp người nàng ngồi sổng trước thi thể của a lỗ thái dù suy nghĩ đến trăm lần cũng không thể hiểu được a lỗ thái có võ công phi thường mà chỉ đứng sau a lỗ cương mà thôi chắc chắn là vượt qua a lỗ nana vì sao lại thua đến thảm thế bình thường hắn cũng rất dũng mãnh tại sao võ công của hắn lại yếu đi nhanh như vậy? Câu trả lời cho câu hỏi này, có lẽ A Lỗ Thái cũng muốn biết. Trước khi chết, đôi mắt của hắn trợn to đến cực độ, trong ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi. Thẩm lãng đã tiến tới, ngồi sổng đối diện với Tô Mạc. Vì cái gì? Tô Mạc hỏi. Thẩm lãng trả lời, không vì cái gì. Tô Mạc nói, ngươi đã cho thuốc vào thuốc lá của hắn, làm cho võ công của hắn yếu đi. Điều này là hiển nhiên. Dù có là thân thể bằng sắt, cũng không thể chịu đựng được thuốc lá đặc biệt của thẩm lãng. Huống chi Khương Vương A Lỗ Thái đã hút mấy tháng này. Hắn không phát hiện ra bởi vì hắn liên tục hút thuốc và chưa kịp nghiện thì lại tiếp tục hút. Ngươi thật độc ác, thật sự rất độc ác. Tô Mạc nói, mấy tháng trước, ngươi đã sắp xếp tất cả những điều này. Cái chết của A Lỗ Cương là do ngươi. Sự yếu đi của A Lỗ Thái cũng do ngươi. Vừa rồi tuyết lở cũng là âm mưu của ngươi. Thẩm lãng không nói gì. Tô Mạc nói, Ngươi là người độc ác nhất mà ta từng gặp, cũng là người lợi hại nhất." Thẩm Lãng nói, "Huynh trưởng của ngươi, Tô Nan, không kém gì ta về sự xảo quyệt và thông minh." Tô Mạc nói, "Hắn tham lam quá, phải không? Ngươi không có tham vọng, nhưng hắn lại muốn quá nhiều." Thẩm Lãng đáp, "Mục tiêu duy nhất của ta là tiêu diệt hết gia tộc Tô thị của ngươi." Nước mắt Tô Mạc rơi xuống, dần dần khép lại đôi mắt của A Lỗ Thái, trong ánh mắt có chút mê luyến. Thẩm Lãng hỏi, "Ngươi có thể yêu hắn ư?" Tô Mạc trả lời, A Lỗ Thái là kẻ ngốc, nhưng A Lỗ Cường lại là ác ma. Khi ngươi theo đuổi một ác ma lâu đến mức quen thuộc, rồi gặp một kẻ ngốc, ngươi sẽ cảm thấy như từ địa ngục lên thiên đường. Đúng là lời nói có lý." Tô Mạc hỏi, "Ngươi sẽ không giữ ta sống, phải không?" Thẩm Lãng gật đầu, "Đúng vậy." Tô Mạc tiếp tục, "Ta có thể tự kết liễu mình được không?" Thẩm Lãng trả lời, "Được." Bất ngờ, Tô Mạc nhảy xuống từ một hướng của quảng trường. Sau một lát, tiếng động trầm ổn vang lên đó là tiếng thân thể nàng rơi xuống đất. Khương quốc vương hậu tô mạc, hương tiêu ngọc tổn. Thẩm lãng không nhìn lại xác chết, chỉ đi qua bên cạnh và nhìn thoáng qua, sau đó cười to. Người du lịch ban nhược tông sư đang đi trong những phế tích của đại kiếp nạn cung. Trong túi nàng chứa đầy các loại hình thạch điêu, có lẽ nặng hơn 100 cân. Nhưng khi nàng cầm trên tay, chúng nhẹ như không. Thẩm lãng cũng đang quan sát những phù điêu trên đá của đại kiếp nạn cung. Từ một khía cạnh nào đó, đây cũng là một dạng nghệ thuật quý giá. Chúng rất sống động, không hề kém cạnh những phù điêu thạch ở các thần miếu Ấn Độ. Những phù điêu thạch ở Đại Kiếp nạn cung này lại càng mang thêm sự bí ẩn, thậm chí là cảm giác lịch sử. Thẩm Lãng phát hiện ra rằng những phù điêu này đều kể về thế giới thượng cổ trước khi niết diệt, hắn không khỏi kinh ngạc. Câu chuyện về thế giới thượng cổ trên những phù điêu này, liệu có phải là sự thật, hay chỉ là suy đoán lung tung của hòa thượng ở Đại Kiếp nạn chùa? Không thể tưởng tượng được, thế giới thượng cổ Rốt cuộc là một loại văn minh gì bí ẩn và mạnh mẽ, thậm chí vượt xa tưởng tượng của thẩm lãng. Ban đầu hắn chỉ xem qua một cách tùy tiện, hắn không thừa nhận rằng mình bị cuốn hút bởi những câu chuyện về nhân loại trong quá khứ trên những phủ điều. Nhưng càng xem, hắn càng kinh hãi. Vì vậy, hắn đã nhanh chóng ghi lại tất cả bằng trí não của mình. Trước đó, hắn từng nghe nói rằng chủ nhân của thiên nhai hải các đã mang theo đệ tử ninh hàn đi khai quật di tích thượng cổ ở hải ngoại thẩm lãng trước đây từng chế nhạo những người khác vì sự tham lam của họ cho rằng những di tích thượng cổ chỉ là một số bí tịch bây giờ hắn phát hiện ra rằng mình có thể đã sai lầm hắn hoàn toàn đang khai quật dấu vết của một nền văn minh thượng cổ khi thực sự đào sâu vào hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn bị mê hoặc không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa chỉ mới phát hiện ra một chút dấu vết hắn đã cảm nhận được sự mạnh mẽ và bí ẩn của nền văn minh thượng cổ thẩm lãng không ngừng khám phá bỗng nhiên phát hiện ra có thêm một người bên cạnh hắn ngẩng đầu lên và nhìn qua đó là ban nhược tông sư sau đó ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng xuống phần mông của người kia ban nhược tông sư có dáng người đẹp như liễu kẻ cặn bã ban nhược tông sư lạnh lùng nói sau đó tiếp tục ngồi xuống để nghiên cứu những phủ điêu không trách được khi cảm thấy không khí xung quanh thay đổi nguyên nhân là kẻ cặn bã đang ở bên cạnh thầm lãng ngượng ngùng rút lui cuối cùng trước khi đi thẩm lãng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ban nhược tông sư có dáng vóc giống cây liễu khi đứng thì yểu điệu và thon dài nhưng khi ngồi xuống đường cong ở phần eo mông lại trở nên rõ ràng hơn mông trái đào ư quáo, wow, quáo, wow. kẻ cặn bã quả nhiên là tông sư dường như sau lưng cũng có đôi mắt tô kiếm đình cảm thấy như ruột gan đang bị xé toạc nếu biết trước sẽ như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chạy cái gọi là đại tuyết sơn này liệu có thể chạy tới tận chân trời có vẻ như đây là một cuộc đua marathon. Từ đầu, Tô Kiếm Đình đã dùng hết nội lực và khinh công của mình để chạy trốn. Dù sao hắn cũng là thế tử của một gia tộc quý tộc, đã được học những bí kíp nội công tốt nhất. Võ Liệt và Ưng Dương có thể võ công của họ không kém gì hắn, nhưng vì đã rèn luyện trong đấu nô tràng, chân khí và khinh công của họ không bằng hắn. Đại Ngốc không biết khinh công, chỉ biết chạy như điên. Từ đầu, Tô Kiếm Đình đã chạy xa phía trước. Nhưng khi chân khí tiêu hao, Hắn càng ngày càng chậm lại. Trong khi Đại Ngốc vẫn duy trì tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp sau mỗi trục dặm chạy. Sau đó, Tô Kiếm Đình đột nhiên rút kiếm, đâm về phía Đại Ngốc. Tô Kiếm Đình có võ công mạnh mẽ và kiếm của hắn cũng rất nhanh, nhưng bây giờ chân khí của hắn đã cạn kiệt. Hơn nữa, Đại Ngốc có thể ngăn được kiếm của Đại Tông Sư, thậm chí còn ngăn được toàn bộ kiếm của Tô Kiếm Đình. Ta chắn, ta chắn, ta chắn. Sau mỗi lần chặn kiếm của Tô Kiếm Đình, lực lượng của Đại Ngốc khiến người ta kinh ngạc, trực tiếp làm cho ngũ tạng lục phủ của Tô Kiếm Đình bị thương. Sau 100 lần chặn kiếm, Tô Kiếm Đình đã cảm thấy như gân mạch ở cánh tay mình muốn đứt từng khúc. Trong cuộc đời này, hắn chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Chân khí đã cạn kiệt hoàn toàn, sau đó, hắn bị Đại Ngốc nắm cổ áo, giống như con mèo nhỏ được kéo lên núi. Lúc này, hắn càng thêm tuyệt vọng, bởi vì tốc độ của Đại Ngốc khi leo lên núi cũng nhanh như khi xuống núi sau khi chạy mấy chục dặm và chặn hơn 100 kiếm, với hắn, việc đó giống như việc đi đái mùa đông, chỉ làm hắn run run một chút. Thật là quá nhục nhã, võ công của hắn rõ ràng mạnh hơn đại ngốc, nhưng kết quả lại bị đánh bại như vậy. Việc luyện võ, liệu còn có ý nghĩa gì không? Còn luyện cái rắm gì chứ? Hết cháp 262